thì đây này, hôm trước mà mình kiểm tra bạn xe đấy, hôm nay hôm hôm đấy là bạn thì mới là gì nhỉ, đăng phong hay gì đó rồi, hôm nay đã thêm thiên ngoại tiên rồi này. Cái ăn này mình đoán nó máu phải khoảng cỡ 800, để mình xem thử vào nhé. Nhưng phải mở 800 không nha anh em, chắc là được 800 đấy. Không 800 thì cũng phải cỡ, không 800 thì là khả năng là do bạn ấy chọn danh vọng thuộc tính khác. Để xem bạn FPT không? Đôi khi người ta giấu bài ấy. Đấy, một trùng này. Đấy. Nên bạn ấy đây đang không đeo một trùng giới, nếu đeo nốt cái trùng giới vào thì máu sẽ tăng 11k nữa. Đồng thời phần trăm ở đây nó kéo lên ấy, thì là nó khả năng là sẽ được nữa đấy. Thì cứ cho là cứ 15k máu, đúng không? Đấy, hơn 15k máu nữa, bây giờ đang giảm 15k máu. Đi là một thuộc tính băng hết này, 1891 hết này. Đấy, là chờ thấy không? Cái này bắn nổ đang hơi bự đấy. Bạn nhìn này, đây có 10 mũi công nhé, đây có 11 này, đây có 10 này, đây có 11 này, đây có 11 nữa này. Nếu bạn làm thêm cái khuyên nữa chắc chắn có hội công nữa. Ngami mà khi mà càng mặc nhiều trùng này thì các bạn sẽ phải cố gắng đẩy thân pháp lên rất là cao, thậm chí bạn gỡ hết nội lực ra, gỡ hết nội lực ra, đập hết thân pháp và bắn nhau thì bạn phải cố gắng sử dụng F1 càng nhiều càng tốt. Nếu bạn không sử dụng F1 nhiều mà bạn cứ dùng skill nhiều là vẫn đi đấy. Còn có 4 rồi này. Cái này có khả năng là đối trọng với bảng nghi ấy. Bảng nghi nha anh em. Này, 416 này, 425 này. Thôi em. Chật nhỏ. Sợ thật. Có 4 luôn này. Còn có 4 này. Các bạn để ý cái độ thủ cơ bản phòng cụ là 80%. Trong khi có những cái này này, cái này các bạn nhìn này, cái này còn 50% cái của mình này, còn 80% nha, 80% anh em. Ngon nhỉ, chắc phải 800 cao màu đấy nha, mình đoán là 800 cao màu đấy. Rất tiếc là không xem được bet của bạn ấy là bet gì. Bot gen nhỉ, bot gen. Đồ ngon lắm này. Tính chất hai cái này 891 891. Nhưng mà nên đeo thêm một cái giới, đã đeo trùng rồi thì nên đeo thêm một cái giới để nó thêm, còn đang có bốn hiệu ứng khác đấy, ba hiệu ứng này nó đôi khi nó vẫn hơi hơi kém, bốn hiệu ứng nó mới chất.